Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog Thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên Các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 3 Trang 43, tuần 9 tiết 4 Bài tập số 1 là viết tên các bài tập đọc thuộc chủ đề Tây Trường. Thì trong bài này các em chỉ cần nhớ lại và viết tên các bài tập đọc thuộc chủ đề Tây Trường. Ở đây chúng ta có các bài tập đọc thuộc chủ đề Tây Trường. Là người lính dũng cảm. Mùa thu của em. Cuộc họp của chữ viết. Bài tập nằm văn. Ngày khai trường. Nhớ lại buổi đầu đi học. Rồi tiếp theo các em sang bài tập số 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm. Câu A. Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa. Bộ phận câu được in đậm ở đây là chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa. Như vậy, các em đặt câu như thế nào để khi trả lời sẽ là chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa. Chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa, đây chính là bộ phận câu làm gì? Rất đơn giản các em chỉ việc thay bộ phận in đậm này bằng từ làm gì. Và chúng ta đặt câu là ở câu lạc bộ các em làm gì? Bé nhỏ, em thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ. Bộ phận in đậm ở đây là là em. Như vậy các em đặt câu như thế nào để khi chúng ta có câu trả lời là em ai em như vậy em ở đây chính là bộ phận bộ phận ai chúng ta sẽ đặt câu như sau rất đơn giản các em chỉ việc thay từ em này tức là thay cái bộ phận in đậm này bằng từ ai thôi ai thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ câu trả lời là em em thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ Rồi tiếp theo em sang bài tập số 3, điền từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống để bổ sung ý nghĩa cho các từ ngữ in đậm. Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp xinh xắn hay là động đấy. Ở à đây bông hoa cỏ may rất là nhỏ, như vậy chúng ta dùng từ xinh xắn là hợp lý. Như một cái tháp xinh xắn nhiều tầng, trên đầu mỗi bông hoa lại đính một hạt xương khó có thể tưởng tượng bàn tay tinh khôn hay là bàn tay tinh xảo ở đây chúng ta dùng từ tinh xảo là hợp lý khó có thể tưởng tượng bàn tay tinh xảo nào có thể hoàn thành hàng loạt công trình đẹp đẽ tinh tế đến vậy em nhớ nhá, tinh tế chứ không thể dùng từ to lớn được rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây, cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video để nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.